Nature, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann và Viện Nghiên cứu Sinh học EIBR đã công bố những phát hiện mới mà nhờ đó virus có thể vượt qua được hệ miễn dịch của con người và chúng sinh sôi nảy nở không ngừng. Đó là sự kết hợp của ba cơ chế phân tử. Cơ chế thứ nhất cho phép virus làm giảm mạnh khả năng sản xuất protein của tế bào chủ. Cơ chế thứ hai chọn ra và phá vỡ phân tử thông tin mRNA của tế bào, loại chuyên mang công thức sản xuất protein. Chuỗi gen của virus corona có một đoạn sản xuất ra chất gọi là protein phi cấu trúc 1, viết tắt là NSP1. Ribosome là những cấu trúc tế bào tương tác với ARN để sản xuất ra protein, bao gồm loại truyền tín hiệu cho hệ miễn dịch của cơ thể. Khi xâm nhập vào tế bào chủ, virus corona sẽ truyền mã độc để đánh lừa hệ miễn dịch của cơ thể nhằm sản xuất ra những protein mà nó cần, ví dụ như là NSP1. Chất này không phải là một phần của virus corona mà là vũ khí để phá hoại ribosome, ngăn cản chúng truyền tín hiệu cho hệ miễn dịch của con người. Lợi dụng điều đó, các phân tử mRNA của virus lúc này không còn bị cái gì ngăn cản cả, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cơ chế thứ ba cho phép virus chặn các phân tử RNA mới được tạo ra khi ứng phó với sự xâm nhập của virus, từ đó khiến cho tế bào không thể chiến đấu với virus hay là kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Do các cơ chế, hệ thống miễn dịch chậm phản ứng khiến sức khỏe của bệnh nhân suy giảm và thậm chí là dẫn tới tử vong. Chính vì mức độ nguy hiểm và sự xuất hiện của những biến thể mới gây bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều người lo ngại về sự hiệu quả của các vaccine cũng như nguy cơ tái nhiễm ở những người từng mắc COVID-19. Điều này đã thôi thúc các nhà khoa học phải nghiên cứu về một loại vũ khí có thể trị được loại virus thông minh này. Mới đây, một nghiên cứu được công bố vào ngày 30 tháng 3 cho thấy tế bào T sát thủ là một nhân tố chính trong hệ miễn dịch, gần như không hề hấn gì trước những biến thể mới này. Thông tin tích cực đã cho thấy dù không phải là đội quân phòng thủ tuyến đầu ngăn ngừa sự nhiễm bệnh nhưng vẫn là một tia hy vọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Khi các tế bào bạch cầu này có thể giúp ngăn bệnh diễn biến nặng hơn, các kháng thể đóng một vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa nhiễm virus ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc tế bào T được hệ miễn dịch kích hoạt sau khi virus xâm nhập vào cơ thể và có khả năng hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh đã giúp lý giải vì sao các vaccine có thể ngăn ngừa bệnh tình diễn biến nặng thêm dù hiệu quả của các chế phẩm này cũng có thể bị suy giảm trong việc ngăn ngừa lây nhiễm đối với các biến thể mới.